Nhanh, nhàn, tiện lợi và tiết kiệm sức khỏe chính là những giá trị của công nghệ đem lại cho Tết nay. Dịch vụ dọn dẹp nhà công nghệ bình ổn giá dịp Tết, xua đi nỗi lo trả giá, mặc cả khi cần thuê người dọn dẹp nhà cửa những ngày này. Thói quen khách hàng đặt giúp việc theo giờ qua app rồi ấy. Mấy năm gần đây cận Tết ấy, thì luôn luôn khách hàng là có cái xu hướng là tăng khá là nhiều, khoảng 30-40% so với những ngày thường.